Bạch Thế Tôn, nếu năm loại mắt, đối với năm loại mắt dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát năm loại mắt? Bạch Thế Tôn, nếu sáu phép thần thông, đối với sáu phép thần thông dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát sáu phép thần thông? Bạch Thế Tôn, nếu 10 lực Phật, đối với 10 lực Phật dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát 10 lực Phật? Bạch Thế Tôn, nếu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, đối với bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng? Bạch Thế Tôn, nếu pháp không quên mất, đối với pháp không quên mất, dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát pháp không quên mất? Bạch Thế Tôn, nếu tánh luôn luôn xả, đối với tánh luôn luôn xả, dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát tánh luôn luôn xả? Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp môn Đà La Ni, đối với tất cả pháp môn Đà La Ni, dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước dẫn phát tất cả pháp môn Đà La Ni? Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp môn Tam Ma Địa, đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa, dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát tất cả pháp môn Tam Ma Địa? Bạch Thế Tôn, nếu trí nhất thiết đối với trí nhất thiết, dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát trí nhất thiết? Bạch Thế Tôn, nếu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, dù xa lìa dù chẳng xa lìa, thì làm sao Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát trí đạo tướng trí nhất thiết tướng? Phật dạy: Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa, đối với bát nhã ba la mật đa, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa, đối với tịnh lự cho đến bố thí ba la mật đa, chẳng phải xa lìa, chẳng phải chẳng xa lìa. Vì vậy, Đại Bồ Tát có thể không chấp trước mà dẫn phát tịnh lự cho đến bố thí ba la mật đa.